Ngày 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Đức Đoàn, Hoàng Văn Chính, gia đình bà Đinh Thị Lanh, bà Hoàng Thị Hải là thân nhân liệt sĩ và gia đình ông Tạ Sơn Hải tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là 5 trong tổng số 315 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.